Thiện nhường truyền hiền, đường nghiêu nhường ngôi bậc hiền. Năm 2357 đến năm 2258 trước Tây lịch. Lược nghĩa: Nghiêu đế họ Y Kỳ, tên Phóng Huân, là con của đế Khốc và là em của đế Chí. Sau 8 năm lên ngôi, đế Chí bị chư hầu truất phế. Lúc 16 tuổi, Nghiêu được cử làm vua, lập đô tại Bình Dương, tức là Sơn Tây Lâm Phần, lấy quốc hiệu Đường, trị nước nhân từ. Lúc tại vị phát chánh trị, thí nhân từ, quan tâm sanh hoạt của bá tánh. Đồng thời, vua cứu tế cô nhi quả phụ, an trị thiên hạ, bá tánh an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm. Về sau gặp nạn nước lũ, vua phái quan cổn trị nước ngập, nhưng qua 9 năm vô công hiệu. Lại bảo Vũ lo liệu nạn lũ thay cổn, qua 13 năm tất thành công. Vì con là Đan Chu vô tài, vua đi khắp nơi tìm kiếm người hiền. Nghe nói nhường ngôi, xào phủ rửa tay, hứa do kéo trâu tránh. Ngay đồng ruộng gặp Thuấn thỉnh về trợ giúp, ở ngôi được 100 năm. Sau nhường ngôi cho Thuấn, vua truyền ngôi tới bậc hiền, chuyên tâm vì thiên hạ, tạo thành thế giới đại đồng. Giảng giải: Bây giờ nói về Nghiêu đế. Nghiêu đế là vị vua rất có trí huệ, nên người xưa nói Tào Công gian tự quỷ, Nghiêu đế trí như thần, tức là Tào Tháo gian ngoa tợ quỷ. Vua Nghiêu trí lược như thần. Vua Nghiêu là vị vua thông minh và có trí huệ nhất. Trong các vị vua chúa từ xưa đến nay, vua thông minh nhất cũng là vua Nghiêu. Có thể nói, ông là vị vua thông minh tuyệt đối. Nghiêu đế họ Y Kỳ, tên Phóng Huân, cũng là tên được tìm thấy trong điển tích vua Nghiêu. Chữ Phóng của Phóng Huân có nghĩa là không bị câu thúc ràng buộc. Huân là huân nghiệp công lao của vua. Huân nghiệp của vua thì vô lượng vô biên, không có cách nào hình dung, biểu hiện được, cho nên gọi là Phóng Huân. Vua là con thứ hai của đế Khốc, là em của đế Chí. Lúc đế Chí làm vua thì nhân dân suy nhược, vì đế Chí không khéo trị lý quốc gia, không hành chánh lệnh, cho nên chư hầu đều không vừa ý. Lúc đó cũng rất dân chủ, cho nên mọi người thương lượng với nhau, không muốn đế Chí làm hoàng đế nữa. Nếu không để ông ta làm hoàng đế thì phải tuyển ai lên làm hoàng đế đây? Vì tuyển người khác thì không đủ trình độ, kinh nghiệm, cho nên mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận, rồi ủng hộ Nghiêu lên làm hoàng đế. Lúc bấy giờ Nghiêu chỉ mới được 16 tuổi. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Nghiêu có khả năng cai trị và là một minh quân. Sau khi Nghiêu làm hoàng đế, ông lấy nhân chánh trị quốc, tức phát khởi chánh trị và thực hiện nhân từ. Trong nước ông, người già có chỗ nương đến cuối đời, trai tráng có chỗ dùng, trẻ em có chỗ trưởng dưỡng, người quá bụa cô độc, người tàn tật đều có chỗ dưỡng thân. Vì thế thiên hạ đại trị có nề nếp, dân trong nước không nhặt của rơi, đêm không gài cửa, đao kiếm dẹp vào kho, ngựa thả Nam Sơn, tức là phóng thích ngựa chiến về phía Nam Hoa Sơn, nơi nơi thái bình thịnh vượng. Nghiêu đế nhìn xa, ông lưu tâm về các thứ bệnh khổ cùng sự an vui của bá tánh. Ông còn quan tâm đến mọi vấn đề của dân chúng. Ông làm vua tới tuổi già cũng là lúc thiên hạ bị nạn hồng thủy ngập lụt. Họa hoạn hồng thủy cũng là một giai đoạn của thành trụ hoại diệt phải trải qua. Cho nên trên thế giới thường thường gặp các loại thiên tai này. Thiên tai cũng là muốn sửa trị các tật bệnh trong tâm con người. Khi tham sân si của người một nhiều thì sẽ nhiều thiên tai nhân họa. Đây là một loại báo ứng nhân quả tuần hoàn. Vật cực tất phản, bị cực thái lai, nghĩa là vật cùng tất phản, sự vật gì đi tới cực điểm thì phải quay trở lại, cũng như đến lúc hết khổ tức sẽ được vui. Đế Nghiêu thay trời tuyên hóa đạo nghĩa, vì nước giáo hóa dân chúng, hy vọng nạn hồng thủy biến mất đi. Nhưng lúc bấy giờ nạn hồng thủy, các mãnh thú cuồn cuộn ngược dòng tràn ngập khắp Trung Quốc. Khi ấy loài thủy tộc như
rắn, rồng, trùng bọ, vân vân đều theo dòng nước chiếm đầy chỗ. Dân chúng không có nơi ở cố định. Những người ở nơi thấp thì cất gác xà trên cây như tổ chim. Dân chỗ cao thì khoét núi thành dãy hang động để nương thân. Nhưng đó cũng không phải là cách cứu cánh. Vì mãnh thú, loài quái vật đến khắp nơi ăn thịt người, mà hồng thủy cũng dâng ngập lụt khiến nhiều người bị chết chìm. Do đó Đế Nghiêu ra lệnh cho quan Cổn đi trị nạn nước lụt. Ông Cổn là một quan đại thần rất thông minh và có trí huệ độc đáo. Nhưng đại khái là ông không muốn dứt tuyệt tận gốc cái hoạn nạn này. Có lẽ ông cũng có chút lười biếng, cẩu thả tắc trách, làm đại khái qua loa cho xong chuyện. Cho nên thay vì khai thông nguồn nước, ông lại dùng cách ngăn chặn mạch nước. Phương pháp này chỉ làm lấy lệ nhất thời, chứ không thể trị an lâu dài. Cho nên ông trị được 9 năm mà cũng không có công lao gì. Như chặn ở đây thì ở kia bị vỡ đê, chặn chỗ này thì đê chỗ khác lại vỡ, không ích lợi gì, trở thành vô tích sự. Ngăn chỗ nào thì chỗ đó bị vỡ, vì vô tích sự và lúc đó, hoặc là vì có nhiều người chết, gây tổn thương cho quốc gia, nên vua Nghiêu giết ông. Sau khi ông chết, vua lại tiếp tục dùng con của ông là Vũ, tạo cơ hội cho Vũ lập công chuộc tội cho cha. Đại Vũ trị thủy không làm biến, thậm chí tối không ngủ, cơm cũng không ăn. Ông chuyên tâm, mọi việc thận trọng từng ly từng tí trong việc trị thủy. Vì cha trị thủy vô công hiệu nên bị giết. Nay ông muốn thay cha chuộc tội, cho nên cái gì ông cũng quên hết. Lúc ông trị thủy, ông đã có vợ và con trai. Con trai là Khải, mới ra đời và thường hay khóc nhè. Có câu nói, Khải cô cô nhi khắp, Khải khóc hu hu. Nhưng Vũ Vương trị thủy, trị đến nỗi tam quá kỳ môn nhi bất nhập, tức là ba lần đi ngang nhà mà không ghé vào thăm. Tất cả đều vì việc công. Ông đặt việc công trên hết. Ông đi ngang qua cửa nhà mình ba lần mà cũng không ghé vào để nghe xem đứa con mới sanh oa oa khóc như thế nào. Ông cũng không để ý đến. Từ điểm này, nếu đặt mình vào vị trí ấy mà nghĩ thử xem, ta cũng biết ông đã làm việc ra sao. Vũ Vương dốc hết tinh thần vào việc trị thủy, không biết đến các sự việc khác. Chúng ta thử nghĩ xem, có ai nghe con mình mới sanh khóc la mà cũng không màng bước vào xem thử ra sao không? Do đây, chúng ta cũng biết Vũ Vương không giống cha mà làm biến đến nỗi làm qua loa, cẩu thả, tắc trách cho xong việc. Ông thật sự muốn chuộc tội cho cha, cho nên ông mới gắng lập công như thế. Ông trị thủy được 13 năm, rất có hiệu quả. Sau đó dân chúng không còn bị nạn nước lũ và thú dữ cũng bị đuổi chạy vào rừng núi. Vì Nghiêu Đế hằng quan tâm đến quốc gia đại sự, cho nên muốn tầm cầu một vị hiền nhân kế thừa ngôi vị. Trước hết, vua đến chỗ của ông Sào Phủ, là vị ở trên cây, không phải là cất nhà trên đó, mà chỉ kết một cái tổ giống như tổ chim nhỏ, cho nên gọi là Sào Phủ, tức là tổ chim. Thật ra không ai biết ông tên gì. Sào Phủ là biệt hiệu mà những người chung quanh đặt cho ông. Sào Phủ kết một cái tổ trên cây và ở trên đó. Còn tất cả vật ngoài thân, cái gì ông cũng không muốn. Đế Nghiêu thấy người này không có tâm tham, giữ mình thanh khiết, ở trên cây mà không tham cầu các sự hưởng thụ trên thế gian. Vua nghĩ nếu người này làm hoàng đế, nhất định sẽ được dân chúng ái mộ. Cho nên vua đích thân đến chỗ đó thương lượng, thỉnh ông ra làm hoàng đế. Điều Đế Nghiêu nghĩ tưởng đó, có thể nói là không ai bị kịp. Không có một hoàng đế nào đã làm hoàng đế rồi lại đi phỏng hiền, tự mình nhường ngôi, bảo người khác làm hoàng đế như thế đâu. Đây là chỗ mà người người làm không được. Nhưng Sào Phủ vừa nghe nói như vậy, cảm thấy như có điều uẩn khúc. Vì ông là người không tham, mà Đế Nghiêu lại đem thiên hạ tới dụ hoặc ông, cho nên trong lòng buồn bã, không vui, trong tâm không mấy gì vừa lòng. Ông bèn nói với Đế Nghiêu rằng: "Bệ hạ, tìm người khác đi, tôi không làm cái này đâu."
Đoạn ông chạy tới bờ sông rửa lỗ tai, vì cảm thấy như đã nghe những lời làm dơ bẩn lỗ tai mình. Lúc đó, người bạn thân của ông là Hứa Do đang dắt trâu xuống sông cho nó uống nước. Bèn tới gần sào phủ hỏi: "À, sao đại ca, anh mới rửa tay đó hả? Tay anh bị sao thế?" "Vừa rồi, Đế Nghiêu thật là rảnh rang. Tôi đang ngủ ở trên cây, ông ta tới muốn giao thiên hạ lại cho tôi. Thật đáng ghét. Tôi nghe xong, thấy lỗ tai bị nhờ bẩn quá, cho nên muốn tẩy rửa nó một chút đó mà." "Ai chà, sao lại lấy nước sông rửa tay dơ của anh chứ? Làm cho nước sông cũng dơ theo luôn. Vậy trâu của tôi không thể uống nước ở đây được." Ông liền dắt trâu đi ngược dòng nước, mà cho trâu uống nước ở trên đó. Tư tưởng của người xưa là vậy. Họ đã không tranh, không tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, không nói dối. Chúng ta nay nghe thấy những người có loại tác phong như vậy, bèn nói: "À, hai người này thiệt là ngu, không thể tưởng." Kỳ thật hai vị này mới thật có đại trí huệ đấy. Chẳng qua chúng ta là kẻ quá ngu đần mới đúng, vì đã không nhận ra những người có trí huệ. Đây là phong cách của các người xưa, ngay cả thiên hạ, họ cũng đều không muốn, hà huống chi các vật gì khác ở ngoài thân. Sau đó, Đế Nghiêu không bao giờ bỏ qua ý định giao thiên hạ lại cho người khác. Lúc đó, vua bèn ra đồng thăm viếng Thúng, và đem Đại Thúng từ trong đồng ruộng về phong làm quan tể tướng. Một mặt dạy ông làm sao phát chánh trị, thí nhân từ, một mặt cũng cùng nhau học hỏi. Đợi đến lúc vua cảm thấy Đại Thúng thật đầy đủ khả năng có thể gửi thác thiên hạ, và trước khi chết vua nhường trao ngôi vị lại cho Đại Thúng, chứ không phải sau khi chết rồi mới nhường ngôi. Nếu đợi chết rồi mới nhường ngôi thì đó không tính là nhường. Trước khi chết, vua đã quyết định đem ngôi vị hoàng đế giao lại cho Đại Thúng rồi. Đế Nghiêu tại vị được 100 năm. Lúc làm hoàng đế, vua hoàn toàn vì dân vì nước, luôn muốn tuyển chọn người hiền năng, biết chữ tín, tin thân hòa kính với mọi người, và tạo lập thế giới đài đồng. Vua cũng đề xướng thiên hạ vi công, khiến muôn dân được an cư lạc nghiệp, ăn mặc phong túc, không bị khổ đói khát. Trong các vị hoàng đế ở Trung Quốc, ông là vị hoàng đế nhân hậu nhất, cho nên nói: "Tuyển hiền giữ năng, thông minh tuyệt đối, kỳ trí như thần, đức chánh quản bị, tánh cụ nhân từ, hữu giáo vô loại, chân chánh bi quốc, thoát bào nhượng vị." Nghĩa là: tuyển người hiền tài, thông minh tuyệt đối, trí lược như thần, đức độ rộng lớn, tánh đầy nhân từ, giáo hóa bình đẳng, chân chánh vì nước, thoát bào nhường ngôi. Tuyển hiền giữ năng, thông minh tuyệt đối, có nghĩa là ông tuyển chọn người hiền đức và tài năng. Ông thông minh không ai bì, tuyệt đối là không có ai có thể sánh bằng. Kỳ trí như thần, đức chánh quản bị, tức là trí huệ của ông giống như thần. Ông không hề làm chuyện điên đảo, chuyện không hợp pháp. Các việc chánh sự đều có đức vì dân, có công cho đời và có lợi với thiên hạ. Tánh cụ nhân từ, hữu giáo vô loại, bẩm tánh của ông rất nhân từ, không có kẻ thù địch, và đối xử với ai ông cũng đều bình đẳng như nhau. Chân chánh vi quốc, thoát bào nhượng vị, tức là ông chân thật vì mưu cầu hạnh phúc cho quốc gia, nên về sau mới kính nhường ngôi vua lại cho người hiền năng. Cho nên nói: đường hữu ngu, hiệu nhị đế, tương từ tốn, xưng thịnh thế. Có thể nói đây là một thế giới thiên hạ vì công, thái bình thịnh vượng vậy. Lại nói kể rằng: đại nhân đại trí đại từ bi, đức phối thiên địa chúng vọng quy, túc hưng dạ mị mưu hạnh phúc, lễ hiền hạ sĩ cầu chí chân, lao tâm vong ngã lợi vạn vật, thôi kỷ cập nhân cứu chưng dân, vĩ tai Đế Nghiêu thản đảng đảng, khâm minh văn tư thánh trung khôi. Nghĩa là: đại nhân đại trí đại từ bi, đức hợp trời đất chúng ngưỡng mộ,
thức khuya dậy sớm cầu hạnh phúc, lễ hiền trọng tài, tâm thành khẩn, nhọc tâm quên mình lợi vạn vật, luôn lo cho người, cứu nhân dân. Đế Nghiêu vĩ đại lòng thư thái, kính cẩn tư cách vị thánh quân. Đại nhân đại trí đại từ bi, tức là Đế Nghiêu có trí huệ lớn, có lòng từ bi quảng đại. Đức phối thiên địa chúng vọng quy, tức là đạo đức của vua phối hợp cùng trời đất, nên dân chúng mong mỏi được nương tựa. Túc hưng dạ mị, mưu hạnh phúc, tức là thức khuya dậy sớm mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Ông dậy sớm thức khuya vì mưu tính thái bình cho quốc gia và vì mưu cầu hạnh phúc cho bá tánh. Lễ hiền hạ sĩ cầu chí chân, ông biết hạ mình trọng dụng người tài, mong cầu tìm được người tốt, hiền hậu, đức hạnh, cũng như thật tâm vì quốc gia nhất. Lao tâm vọng ngã lợi vạn vật, tức là thân tâm ông luôn mưu toan hạnh phúc cho dân chúng mà quên đi sự lao nhọc của bản thân mình. Thôi kỹ cập nhân cứu chân dân, tức là ông có thể đặt mình vào địa vị người khác mà cứu giúp dân chúng. Vĩ tai Đế Nghiêu thản đảng đảng, nghĩa là Đế Nghiêu là vị vua đại công vô tư, chánh trực không thiên lệch, thư thái an nhiên. Khâm minh văn tư thánh trung khôi, tức là ông là người chân chánh minh bạch, học vấn uyên thâm và tư tưởng thông thái của ông đều đáng cho chúng ta noi theo. Ông là một thánh nhân vĩ đại. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 24 tháng 10 năm 1987. Ha ha ha, 问什么的说